Tôi tên là Hoàng Thị Thu Sen, là giám đốc của Viettravel chi nhánh Quy Nhơn. Tôi xin đại diện của Viettravel là đơn vị mà hỗ trợ vận chuyển cho các thí sinh hoa hậu của Miss World Việt Nam 2022. Viettravel là đơn vị là nhà tổ chức du lịch chuyên nghiệp hàng đứng hàng đầu châu Á. Chúng tôi rất là mong muốn rằng là sẽ góp phần vào các cái hoạt động xã hội, trong đó là việc tìm kiếm và phát triển tài năng của đất nước. Trong cái công tác mà vận chuyển đưa các thí sinh trong cuộc thi Miss World Việt Nam 2022 này, thì Viettravel và ban tổ chức cũng rất là mong muốn, rất là coi trọng để làm sao mà tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh có một cái tâm lý vui vẻ, thoải mái để tập trung vào cho các cuộc thi. Với việc là đảm bảo di chuyển cho các thí sinh đúng giờ, an toàn, tốt nhất, thì Viettravel rất là hân hạnh được đồng hành cùng với các cái cuộc thi này. Và chúng tôi cũng trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã tham gia phục vụ cũng như là đồng hành cũng rất là nhiều các cái sự kiện lớn của quốc gia trong những thời gian vừa qua, và đó cũng là một niềm vui và niềm hân hạnh rất là lớn đối với cả Viettravel đã được đồng hành cùng với các thí sinh để chinh phục trên con đường chinh phục chiếc vương miện cao quý. Và trong cái buổi chung kết này thì tôi hy vọng rằng là những cái bạn mà đạt vương miện sẽ là người đại diện cho hình ảnh của quê hương đất nước và mang tới bạn bè trên thế giới, và cũng là đại diện của những cái vẻ đẹp của những miền đất, của văn hóa và của con người Việt Nam, mang cái giá trị cho đại sứ du lịch của Việt Nam.